phục vụ cho mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Bình Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế. Đến nay, tỉnh Bình Dương có mối quan hệ hợp tác hữu nghị với 13 địa phương nước ngoài. Tỉnh tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, các đối tác quốc tế, kết nối và gắn kết khăn khích với các đại sứ quán và lãnh sự quán các nước, làm cầu nối giữa chính quyền tỉnh với các đối tác, nhà đầu tư tiềm năng tôi đã có giao lưu trao đổi với lãnh đạo tỉnh bình dương và tôi chắc chắn rằng với sự giao lưu trao đổi rất thiết thực giữa chính quyền tỉnh và đối tác hàn quốc thì trong thời gian tới hợp tác với bình dương và đối tác hàn quốc sẽ ngày càng trở nên sâu sắc hơn tôi sẽ giới thiệu nhiều hơn nữa về tỉnh bình dương đến với các doanh nghiệp hàn quốc cũng như các đối tác của hàn quốc và đối với sự phát triển của bình dương trong tương lai tôi tin rằng với nguồn nhân lực hết sức dồi dào phong phú với cả môi trường đầu tư thuận lợi những chiến lược đầu tư phát triển đúng đắn bình dương sẽ ngày càng tiến xa hơn tăng cường ngoại giao kinh tế lãnh đạo tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đi công tác nước ngoài tham gia xúc tiến đầu tư thương mại ở các nước nhằm tăng thêm cơ hội để quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh việt nam chủ trương đường lối chính sách đối ngoại của việt nam quảng bá hình ảnh con người tiềm năng thế mạnh của bình dương đồng thời tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác với các đối tác tại tỉnh bình dương lãnh đạo tỉnh đón tiếp trọng thị nhiều đoàn ngoại giao và các tập đoàn kinh tế các doanh nghiệp lớn của nước ngoài đến thăm làm việc tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội khảo sát môi trường hợp tác đầu tư của tỉnh trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Australia, Thủ tướng hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao nhất. Thủ tướng Australia của chúng tôi đã có một thông báo quan trọng, đó là Australia sẽ tăng đầu tư ở Việt Nam. Để làm được điều đó, chúng tôi phải thành lập đội xúc tiến đầu tư ở Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh để giúp các công ty Australia tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam trước đây đã có lúc australia là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba ở việt nam chúng tôi hy vọng một lần nữa australia sẽ trở lại vị trí thứ ba trong số các quốc gia đầu tư vào việt nam tại australia bình dương là một trong những tỉnh được mọi người biết đến nhiều nhất vì bình dương đứng thứ ba về thu hút đầu tư nước ngoài ở việt nam và tôi nghĩ sẽ nhanh chóng dâng lên vị trí số một các hoạt động đối ngoại phong phú sẽ đóng góp có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Hiện nay, tỉnh Bình Dương là một trong ba tỉnh thành của Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất, được tổ chức ICF danh danh là cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới. Top 1 ICF năm 2023